một giám mục Pakistan kêu gọi quốc tế gây áp lực cho tự do tôn giáo tại đất nước. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn tới COP21. Lễ phong chức 44 tên linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô. Một giám mục Pakistan kêu gọi quốc tế gây áp lực cho tự do tôn giáo tại đất nước. Đức giám mục Samson Sukarin của giáo phận Hyderabad cho biết nhiều nhà thờ đã bị đánh bom ở thành phố Lahore, Punjab, Pakistan và nhiều Kitô hữu vẫn còn đang bị giam giữ. Chính phủ nói rất nhiều về các nhóm thiểu số nhưng hành động lại rất ít bởi không có những điều luật bảo vệ các nhóm thiểu số. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong tháng 3 khi những kẻ đánh bom tự sát tấn công hai nhà thờ ở Lahore. Đức cha Sukarin cũng lưu ý rằng thành tích nhân quyền của Pakistan rất nghèo nàn. Vì thế, nước này không được bình chọn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 10. Ngài tin rằng những áp lực quốc tế dạng này phải được tiếp tục để buộc chính phủ bảo vệ quyền lợi của các nhóm thiểu số. Tại Lahore, khoảng 400 thành viên thuộc các tôn giáo thiểu số đã tập trung ở phía trước Hội đồng Lập pháp tỉnh Punjab trong ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 để yêu cầu sự bảo vệ cho những người không theo đạo Hồi. Các diễn giả trong cuộc biểu tình đã nói về tình trạng các tôn giáo thiểu số bị sách nhiễu, bị buộc cải đạo, bị phân biệt đối xử và là nạn nhân của bạo lực. Hindu giáo, người Hồi giáo Shia Harajas và Ahmadiyya cũng như các Kitô hữu thường là mục tiêu của chính sách khủng bố, sách nhiễu nhẹ cho đến bạo lực và thậm chí bị sát hại. Theo một báo cáo từ Tổ chức Phi lợi nhuận Phong trào Đoàn kết và Hòa bình, hàng năm có khoảng 300 phụ nữ Hindu giáo và 100-700 phụ nữ Kitô giáo bị buộc cải đạo và kết hôn với người Hồi giáo. Báo cáo cũng cho biết có khoảng 1.200 người theo đạo Hindu đã phải di cư từ Pakistan đến Ấn Độ trong 5 năm qua. Tương tự thế, các giám mục Công giáo đã lên tiếng lo ngại trước sự gia tăng số lượng các gia đình Kitô hữu trốn khỏi Pakistan để xin tị nạn ở Thái Lan, Sri Lanka và Malaysia. Đức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn tới COP21. Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi cộng đồng quốc tế hãy theo sát con đường thiết lập thỏa thuận biến đổi khí hậu ở Paris. Phát biểu tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật sau khi dẫn kinh truyền tin, Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến hội nghị biến đổi khí hậu COP21 vừa mới kết thúc ở Paris với việc đưa ra bản ký kết thỏa thuận mà Ngài đã mô tả rằng nó có ý nghĩa về mặt lịch sử. Công ước Paris này nhằm đưa ra mục tiêu kìm hãm sự nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C vào cuối thế kỷ này. Gần 200 quốc gia trên thế giới đã tham gia cuộc đàm phán căng thẳng hơn 2 tuần để có thể đi tới thỏa thuận đầu tiên là tất cả mọi quốc gia cam kết cắt giảm khí thải. Đức Francisco nói, với hy vọng chú ý đặc biệt tới sự đảm bảo cho những nhóm dân tộc dễ bị tổn thương nhất, tôi thúc đẩy toàn bộ cộng đồng quốc tế hãy tiến bước trên con đường dưới tên gọi chưa bao giờ thúc bách và có hiệu quả hơn bây giờ là đoàn kết. Ngài cũng đề cập tới những khía cạnh của Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ diễn ra tại Nairobi. Đức Giáo Hoàng mong rằng các quốc gia tham gia hội nghị đó luôn quan tâm đến những nhu cầu của người nghèo khi thực hiện các quyết định và đừng vô cảm đối với những nguyện vọng chính đáng về lợi ích chung của các quốc gia kém phát triển và của toàn thể gia đình nhân loại. Đức Giáo Hoàng còn nhấn tới việc mở cửa thánh cấp giáo phận ở các nhà thờ chánh tòa trên thế giới trong ngày Chủ nhật 13 tháng 12, để tất cả các tín hữu khắp năm châu có thể sống năm thánh thương xót cách trọn vẹn. Đức Francisco đặc biệt nói đến khía cạnh những cánh cửa lòng thương xót sẽ được mở ở những nơi nghèo khổ, khó khăn và cho những người bị gạt sang bên lề xã hội. Ngài đặc biệt gửi lời chào thăm đến các tù nhân ở các trại giam trên toàn cầu. Trong khi đó, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các khách hành hương có mặt tại quảng trường chuyển đổi thực sự cho một cam kết cụ thể cho công lý và tình liên đới. Gợi hứng từ bài tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi tất cả đổi mới bằng cách chia sẻ với người nghèo. Đức Francisco nói, chúng ta phải thay đổi trực tiếp qua những lời mời gọi này.
và con đường của công bình, liên đới và tính điềm đạm là những giá trị cần thiết đầy đủ của một con người và là một đời sống Kitô hữu chính danh. Lễ phong chức 44 tân linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô. Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Tòa Thánh Đức Hồng Y Stanla mời gọi các tân linh mục trở nên nhân chứng lòng thương xót. Đức Hồng Y Beniamino Stanla chủ trì thánh lễ thụ phong linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô, ngoại thành Roma, có khoảng 3.000 tín hữu tham gia, có các bạn bè và gia đình các tân linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Stanla nói 44 linh mục như món quà trao cho đời, cho giáo hội. Tập trung vào ba đặc điểm của linh mục: phái nam được Chúa chọn và sứ mệnh được sai đi. Đức Hồng Y nhắn nhủ linh mục không phải là một nghề nghiệp, nhưng là sáng kiến của Thiên Chúa, là lời đáp lại tình yêu Ngài. Người linh mục đón nhận ơn gọi, dành cả cuộc đời làm sáng danh Chúa. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tân linh mục luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và chân thành phục vụ tha nhân. Giáo hội ngày nay đã trao phó cho các linh mục sứ vụ rao truyền triều đại Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Trong Chúa, anh em trở nên quà tặng yêu thương cho thế gian. Trong năm thánh, chúng ta càng cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa tuôn đổ không ngơi. Mỗi một tân linh mục hãy là nhân chứng lòng thương xót của Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Giê-xu, ra sức phục vụ người cùng khổ, mang đến cho họ ánh sáng đức tin và chứng tá yêu thương. Bề trên coi sóc một trong các nhà của dòng đạo binh Chúa Kitô tại Roma, Cha Ignacio Serra chia sẻ. Linh mục bề trên tổng quyền Cha Eduardo Robles Gil nói rằng: chúng con cảm tạ Chúa vì ân ban hôm nay, và chúng con không ngừng hy vọng các tân linh mục tiếp tục sứ mệnh gặp gỡ và phục vụ tha nhân. 44 tân linh mục thuộc 11 nước khác nhau. Họ học triết và thần học tại Đại học Giáo hoàng Ateneo Regina với 12 năm tìm hiểu và hoàn tất học vị, trong đó có 3 năm phục vụ ở các nước. Sau khi được thụ phong, họ sẽ thực hiện sứ vụ khắp nơi trên thế giới. Dòng đạo binh Chúa Kitô thuộc Giáo hội Công giáo hiện diện ở 22 nước. Dòng hiện có 4 giám mục, 954 linh mục và 836 nhóm, theo số liệu ngày 31 tháng 12 năm 2014.